Hi, xin chào anh em, mình là Việt Anh. Chào mừng em quay trở lại với chuyên mục review dụng cụ điện của máy lọc chuyên dụng. Hôm nay thì Việt Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một sản phẩm máy máy lọc của Makita mà giá chỉ có 1 triệu đồng, đó là 9553B. Ngay bây giờ hãy cùng anh tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm này nhé. Sản phẩm này được đựng trong một hộp cắt tông khá là cứng cáp. Bên trong thì chúng ta sẽ có đầu tiên chúng ta sẽ có phần máy mài chạy điện 220V. Tiếp theo một vành chắn tia lửa điện, một chìa vặn trục. Sau này được tặng kèm thêm một đĩa mài 100mm. Và cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Chỉ với 1 triệu đồng là anh em đã có thể sử dụng ngay một con máy mài với công suất 710W, đáp ứng tốt với nhu cầu mài cắt cơ bản trên các vật liệu khác nhau như thép, gỗ hay là thiên gạch. Với chiếc máy nhỏ gọn như vậy có thể làm được rất nhiều việc khác nhau, chỉ cần thay phụ kiện cắt hoặc mài tương ứng với từng vật liệu là được, như mài phẳng, đánh bóng bề mặt, bo tròn mối hàn, loại bỏ rỉ sét lâu ngày, cắt và đánh bao viên cũng được cắt. Makita 9553B cũng giống như chiếc máy mài giá rẻ khác của Makita, đó là sử dụng motor chổi than, giúp đảm bảo hiệu quả công việc và duy trì tuổi thọ lâu dài của máy. Tốc độ quay của máy chạy ổn định, cầm nắm chắc chắn, phần đầu máy và thân máy không bị rung lắc trong quá trình động cơ vận hành. Makita 9553B được làm từ vật liệu cao cấp, sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Makita Nhật Bản. Chính vì vậy mà chất lượng, độ bền và độ an toàn luôn được đảm bảo một cách tốt nhất. Vỏ ngoài của máy được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, đầu máy được làm bằng kim loại chắc chắn, chống biến dạng dù có bị va đập mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền. Màu sắc của máy hài hòa giúp tăng cảm hứng khi làm việc cho thợ chuyên nghiệp. Dưới đuôi máy có các khe tản nhiệt và công tắc bật tắt nằm ở vị trí này. Dây điện máy dài dặn dài 2,5m mang đến sự thoải mái trong không gian làm việc. Trọng lượng máy khoảng 1,7kg, máy cầm nắm chắc chắn, anh em có thể làm việc dễ dàng bằng một tay hoặc là bằng cả hai tay. Sau đây thì Việt Anh sẽ test thử khả năng mài con máy này nhé. Và anh em có thể thấy đây là một thanh sắt hộp, khi cắt thì có để lại rất nhiều bao vía. Và mình sẽ tiến hành mài phẳng nó đi để anh em nhìn nhé. Đây là bề mặt trước khi mài và đây là bề mặt sau khi mài, đã có sự khác biệt hoàn toàn. Bề mặt sau khi mài mịn hơn, ba viên gần như được loại bỏ hoàn toàn. Với đĩa mài 100mm cho thời gian mài mòn nhanh, anh em có thể làm việc liên tục với thời gian dài mà máy không bị nóng. Việt Anh đánh giá rất cao chất lượng của Makita 9553B. Hiện tại thì máy này đang được bán tại máy đo chuyên dụng với mức giá tham khảo khoảng 1 triệu đồng, có tem 7 màu chống hàng giả đi kèm. Nếu như anh em yêu thích sản phẩm này, vui lòng nhấc máy gọi tới hotline 0904 810 817 hoặc truy cập vào website maydochuyenduong.com thì được đặt hàng sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Việt Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Máy Đo Chuyên Dụng. Đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Việt Anh nhé.